Những dấu hiệu không chật một ly chứng tỏ chàng yêu bạn điên cuồng. Đọc vị mà người thật lòng yêu mình là điều vô cùng dễ, chỉ từ những hành động nhỏ mà người ấy đã làm. Khi người ta chỉ đơn thuần thích một người, người ta cũng có thể ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng khi người ta thật sự yêu một người, cả thế giới đều có thể nhìn ra được điều đó. Bởi đơn giản một điều, chỉ khi phải lòng một ai đó thực sự, người ta mới gom đủ can đảm, tự tin và mạnh mẽ để làm những điều đáng yêu sau. Thứ nhất, anh ấy luôn khiến bạn phải cười. Ở bên anh ấy, bạn thoải mái được cười. Ngay cả khi hai bạn cùng đi chơi, dạo phố, xem phim, bạn đều cười vui vẻ và anh ấy cũng rất thoải mái, vui lây khi được ở cạnh bạn. Điều này chứng tỏ hai người rất hiểu nhau và hòa hợp. Chỉ khi được ở bên anh ấy, bạn mới thấy là chính mình. Thứ hai, chàng hay nói về tương lai của hai bạn. Rất nhiều lần chàng đã dò hỏi bạn về một đám cưới trong mơ, rằng bạn thích ngôi nhà như thế nào, có bao nhiêu phòng, những dự tính khi cả hai sẽ về chung một nhà ra sao. Nếu một người chỉ muốn vui đùa với bạn, thì anh ấy không bao giờ mất công đi tìm hiểu những điều đó. Chỉ có người yêu bạn thật lòng, muốn nghiêm túc và có ý định tiến xa hơn với bạn mới dành cho bạn những câu hỏi mang tính thăm dò này mà thôi. Thứ ba, dù bạn có làm sai điều gì, chàng cũng không tỏ ra khó chịu. Chàng biết trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, nên chẳng bao giờ tỏ ra hằn học hay khó chịu cho những lỗi sai của bạn. Ngược lại, chàng luôn phân tích cho bạn hiểu và giúp bạn giải quyết mọi vấn đề. Ở bên cạnh một người đàn ông tâm lý và yêu chiều bạn như thế, bạn đúng là cô gái may mắn nhất thế giới. Thứ tư, chàng luôn thể hiện nỗi nhớ xa xiết khi hai người xa nhau. Mỗi khi chàng đi công tác xa đều nhớ nhắn tin, gọi điện cho bạn và không bao giờ quên mua những món quà ở địa phương đó để mang về tặng bạn. Yêu xa cũng hóa gần bởi vì khoảng cách địa lý sẽ không là gì khi tình yêu giữa hai bạn chính là tình yêu đích thực. Thứ năm, chàng thường xuyên nói anh yêu em. Chàng không ngần ngại thể hiện tình yêu với bạn bằng những câu nói nổi hết da gà như cảm ơn em vì đã chọn và yêu anh. Anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc. Việc bộc lộ tình cảm chưa bao giờ là điều khó khăn với chàng. Và chỉ có người xem bạn là cả thế giới mới có thể làm được điều ấy. Thứ sáu, nhìn thấy bạn không vui, anh ấy còn không vui gấp trăm lần. Người con trai thật lòng yêu bạn sẽ không bao giờ muốn thấy bạn buồn. Anh ấy muốn là người thay bạn gánh vác hết mọi vất vả và ưu lo trong cuộc đời này. Vì vậy nếu thấy bạn không vui, anh ấy có thể còn không vui gấp trăm lần. Thứ bảy, không bao giờ rời bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn. Chàng trai yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ để ý đến chuyện bạn có còn xinh đẹp hay không, công việc của bạn có ổn định không, bạn có khả năng thăng tiến hay không. Bởi một khi đã yêu, anh ấy sẽ chỉ quan tâm đến việc bạn có hạnh phúc hay không. Nếu một chàng trai tìm cách lẩn tránh, không muốn giúp đỡ và san sẻ khi bạn gặp khó khăn, chứng tỏ anh ta chỉ muốn tình yêu qua đường với bạn chứ không hề yêu đương thật lòng. Mười năm sau ly hôn, mẹ vẫn hận ba. Ba tôi lớn hơn mẹ những 16 tuổi. Ngày cưới mẹ, ba đã là chàng thanh niên chín chắn, có công việc ổn định. Mẹ là cậu học trò vừa rời trường phổ thông. Mẹ luôn nghĩ mẹ trẻ, mẹ xinh, đương nhiên ba phải có trách nhiệm bảo bọc, gánh vác mọi thứ thay mẹ. Ngoài giờ làm, ba nhận dịch sách, dạy tiếng Anh. Nhiều bữa ba xong việc đã gần nửa đêm, nhưng còn phải rửa thau chén, giặt đồ, dọn dẹp. Tuổi thơ tôi ít khi thấy mẹ cười. Mẹ kể với ba, bạn mẹ vừa được chồng sắm chiếc vòng tay rất đẹp. Chiếc xe bạn chạy cũng xịn hơn xe mẹ nhiều. Chồng người ta giỏi thấy ham. Bà còng lưng làm việc,
để mẹ bằng bạn bằng bè. Ba ngày càng gầy còm, già trước tuổi, mẹ càng trẻ trung, xinh đẹp. Tôi chẳng thích mẹ sinh, bởi mẹ luôn sợ móng tay sẽ gãy, da sẽ nám, áo quần sẽ dính dơ nếu tất bật trợ búa cơm nước. Mọi thứ chất lên ba nhọc nhằn. Tôi nhớ trong một lần cãi nhau, mẹ nói: "Ông có vợ đẹp mà không biết trân trọng, vậy ni hôn đi." Bà buông gọn: "Ly thì ly." Tôi đón nhận tin ba mẹ ni hôn một cách bình thản, không một giọt nước mắt, còn nén nén vui vì từ nay ba mẹ sẽ không còn cơ hội cãi nhau, cửa nhà sẽ bình yên. Năm đó tôi 12 tuổi, tòa sử tôi ở với ba, thằng út thì ở với mẹ. Ba nói với tôi: "Con nên ở lại để đỡ đần mẹ, em con lớn chút con về ở với ba." Tôi thương ba nhưng chọn ở lại vì biết mẹ cần tôi hơn. Đó là lý do sau này mẹ hay gào lên: "Ông bỏ đi để dễ bể cô gái, con cái đủn hết cho mẹ lo." Rồi ba có vợ mới, dì sắp xỉ tuổi ba lại không đẹp, mẹ hả hê: "Tưởng ông lấy ai ngon lành, hôn một bà già chát lại xấu hoắc, đáng đời." Tôi sang nhà, thấy ba đang đánh vét ni bộ ghế gỗ, dì trầm trồ: "Sao anh giỏi vậy, bộ ghế nhìn y như đổ mới sắm." Mắt ba lấp lánh vui, thứ ánh sáng của hạnh phúc lâu rồi tôi không nhìn thấy ở ba. Tôi hiểu ra, dì biết nâng niu, trân trọng ba, nên nhan sắc hay tuổi trẻ gì đó với ba là thừa. Nhờ có góc sân còn trống, dì nói nên trồng cây mận, vừa mát mẻ, vừa đỡ nhớ quê. Ba nói nên trồng cây mai, tết có hoa ngắm. Mấy hôm sau, tôi thấy ở góc sân đã có cây mận do chính tay ba trồng. Rồi dì mang về hai chậu mai để kể bên. Dì nói, sau này con của con và thằng út sẽ hái trái, tết thì cùng ông bà nặt lá mai chắc vui. Tôi rưng rưng, dì và ba không có con chung, là dì đang nghĩ tới tương lai mấy đứa cháu sau này. Dì điều hành công ty du lịch, ba có kiến thức về lịch sử văn hóa, lại biết tiếng Anh, nên theo đoàn làm hướng dẫn viên. Được làm công việc đúng sở trường, lại được đi nhiều nơi, kết thêm nhiều bạn mới, nên ba vui, trẻ hẳn ra. Ba sống vui vẻ bao nhiêu, thì mẹ lại sầu muộn bấy nhiêu. Tiệm mỹ phẩm của mẹ ế ẩm, đứt vốn, nợ đòi tứ xăng. Ngày nào mẹ cũng than trời trách đất, trách ba bạc nghĩa, quẳng hai cục nợ cho mẹ lo. Nhiều lần ba hỏi về công việc của mẹ, tôi không dám kể. Rồi ba cũng dò biết được. Ba đưa tôi một số tiền, bảo mang về cho mẹ. Mẹ dẹp tiệm mỹ phẩm, dùng tiền của ba mở tiệm bán gạo. Có đồng vào đồng ra, mẹ vẫn không hài lòng, tìm cách nhắn tin cho dì: "Chồng cô mang tiền về cho tôi làm ăn, cô cứ việc cực khổ đi, phước tôi hưởng." Tôi gặp dì ấp úng mãi mới nói được câu xin lỗi. Dì vuốt tóc tôi: "Chuyện không liên quan đến con, cứ lo học giỏi cho ba vui. Ba còn sống có tình, có nghĩa, dì không trách ba." Tôi nói với ba, không cần lo cho mẹ nữa, mẹ ổn rồi. Tôi mong nửa đời còn lại của ba sẽ được bình yên. Tôi cũng mong mẹ sẽ quên đi thù hận, sống cuộc sống của riêng mẹ, cần gì phải dõi theo ba trong ghen hận, oán hờn. Mẹ nói, chuyện người lớn con không hiểu đâu, chừng nào mẹ còn sống là còn hận ổng. Rồi một ngày, thằng út nổi loạn, vào nhà đi biệt. Ba ngày sau, tôi và mẹ mới tìm được nó ở tiệm game. Thằng út gào lên: "Con không về, nhà mình con không ở nổi." Lúc nào cũng nghe mẹ chửi, chửi, chửi. Mẹ ôm nó bật khóc. Hy vọng những giọt nước mắt hôm nay đủ để mẹ hiểu ra, cần sống khác, sống bình yên để thằng út cảm nhận được năng lượng lành từ mẹ. Người ta hay nói, đổ vỡ hôn nhân không phải là đường cùng, cần mạnh mẽ bước qua để làm lại từ đầu. Bao nhiêu năm qua, mẹ không rời khỏi đó, vẫn cẩn mẫn nhặt những mảnh vỡ để than khóc oán hận, khiến chính mình và cả con cái mỏi mệt. Ngoài kia trời trong nắng đẹp, chỉ cần mẹ bước ra sẽ thấy đời còn vui. Chắc từ nay mẹ đã có thể không ngoái lại và chọn một cuộc sống khác.